Liệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Tiếp tục như các tuần vừa qua, thì Liệp cập nhật một số thông tin giải quyết công việc và lịch phỏng vấn của lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Hôm nay thì lãnh sự quán đã tiếp tục gửi email thông báo hủy lịch phỏng vấn cho một số hồ sơ có lịch hẹn vào ngày 1 và ngày 2 tháng 7, do thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 10. Trong video clip này, Liệp sẽ cập nhật với cô chú và các anh chị thông tin chi tiết. Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nhé. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Trong thông tin cập nhật ngày hôm nay ngày 29 tháng 6, gồm 3 thông tin chính như sau. Ở thông tin thứ nhất, như theo thông báo vào ngày 20 tháng 6 của lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, lãnh sự quán và đại sứ quán ngừng các dịch vụ lãnh sự theo chỉ thị số 10 từ ngày 20 tháng 6 đến khi có thông báo mới. Và đến ngày hôm nay ngày 29 tháng 6, lãnh sự quán đã tiếp tục gửi ra các email thông báo hủy lịch hẹn phỏng vấn cho một số hồ sơ có lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán vào ngày 1 tháng 7 và ngày 2 tháng 7, là ngày thứ 5 và thứ 6 của tuần này. Vào cuối tuần vừa qua, thì lãnh sự quán đã thông báo hủy phỏng vấn cho các hồ sơ có lịch hẹn phỏng vấn vào ngày 28 và ngày 29 tháng 6, là ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Ngày 30 tháng 6 là vào ngày thứ 4, là ngày mà lãnh sự quán giải quyết các công việc giấy tờ nên lãnh sự quán đã không có xếp lịch hẹn phỏng vấn. Và như vậy, thì lịch hẹn phỏng vấn của tuần này là từ ngày 28, ngày 29 tháng 6 và ngày 1, ngày 2 tháng 7, là ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 5 và ngày thứ 6, thì lãnh sự quán đã hủy các cuộc hẹn phỏng vấn. Đây là email thông báo hủy lịch hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán gửi. Nội dung trong email thông báo này. Thông báo này dành cho những đương đơn có lịch hẹn vào ngày 1 và ngày 2 tháng 7 năm 2021. Trên tinh thần chỉ thị 10 của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận lãnh sự sẽ tạm ngừng mọi dịch vụ thông thường từ nay đến khi có thông báo mới. Cuộc hẹn của quý khách đã bị hủy. Vui lòng truy cập vào đây theo đường link này để đặt lại lịch hẹn phỏng vấn. Hoặc tại đây theo đường link này để bổ túc giấy tờ được yêu cầu sau phỏng vấn. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Và như vậy thì theo như thông báo của lãnh sự quán, nếu như cô chú và các anh chị có lịch hẹn phỏng vấn vào ngày 1 và ngày 2 tháng 7, cô chú và các anh chị chúng ta nên kiểm tra hộp thư email của mình hoặc là liên hệ với dịch vụ hoặc luật sư làm hồ sơ cho cô chú và các anh chị để xem thông báo của lãnh sự quán nha. Trường hợp nếu như cô chú và các anh chị chưa nhận được thông báo của lãnh sự quán, cô chú và các anh chị nên liên hệ với lãnh sự quán qua số điện thoại hoặc là qua cách gửi inquiry form. Và thông tin thứ hai mà mình muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là vào ngày hôm qua ngày 28 tháng 6, có một số hồ sơ gửi bổ sung giấy xanh R1 trước đó cho lãnh sự quán đã nhận được visa lãnh sự quán gửi ra qua đường bưu phẩm nhất tính. Hiện thì lãnh sự quán cũng vẫn đang phỏng vấn cho các hồ sơ xin phỏng vấn khẩn với lãnh sự quán. Thì qua đó, hiện lãnh sự quán vẫn có đang làm việc ở bên trong lãnh sự quán, nhưng mà công việc có phần chậm hơn so với trước đây. Nên nếu như cô chú và các anh chị có chờ visa lãnh sự quán gửi ra, hoặc là chúng ta gửi bổ sung giấy xanh và đang chờ quyết định của lãnh sự quán cấp visa ra, thì cô chú và các anh chị chúng ta cần phải chờ lâu hơn so với trước đây nha. Thông thường trước đây thì chúng ta chờ khoảng 2 tuần. Khi mà chúng ta gửi bổ sung hoặc là chúng ta phỏng vấn đầu thì chúng ta sẽ nhận được visa của lãnh sự quán gửi. Còn hiện nay, thời gian chờ sẽ lâu hơn. Có một số hồ sơ đã chờ khoảng 1 tháng thì đã nhận được visa của lãnh sự quán gửi. Đây là hình mẫu mà lãnh sự quán gửi các visa ra cho cô chú và các anh chị trong các bao thơ của nhất tính. Phía bên trong này sẽ có cái hộ chiếu và visa được dán trong hộ chiếu. Nếu như gia đình có 4 người thì chúng ta sẽ nhận được 4 bao thơ như thế này. Trong mỗi bao thư sẽ là một hộ chiếu, kèm theo một visa của lãnh sự quán gửi. Và thông tin thứ ba mà Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là thành phố Hồ Chí Minh
đã quyết định tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29 tháng 6. Theo như thông tin được đăng trên báo Tuổi Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29 tháng 6. Chiều ngày 28 tháng 6, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết thành phố sẽ áp dụng chỉ thị 10 sau khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, dự kiến kết thúc vào 0 giờ ngày 29 tháng 6. Nội dung trong bài báo này như sau. Trước thời điểm kết thúc thời gian giãn cách xã hội đợt 2, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm biện pháp tiếp theo của thành phố để chống dịch trong thời gian tới. Trong đó, nhiều người thắc mắc về việc có tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hay không. Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố sau 0 giờ ngày 29 tháng 6. Chỉ thị 10 không có thời hạn thực hiện. Sau ngày 30 tháng 6, thành phố vẫn áp dụng phương án này, ông Dương Anh Đức nói. Như vậy, từ 0 giờ ngày 29 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp của chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó, có giải pháp mạnh như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế, theo yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn. Và như vậy, thì Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 10 và không biết sẽ khi nào sẽ kết thúc chỉ thị này. Nên với tình hình này, nếu như lãnh sự quán vẫn trên tinh thần áp dụng chỉ thị 10, thì lãnh sự quán sẽ có thể tiếp tục ngừng các dịch vụ lãnh sự như là hội phỏng vấn vào những ngày tiếp theo. Như trước đó trên thông báo của lãnh sự quán trên website cũng đã có nhắc đến là tạm ngừng dịch vụ lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 10. Là trên tinh thần chỉ thị 10 của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, phòng lãnh sự sẽ tạm ngừng mọi dịch vụ thông thường từ nay đến khi có thông báo mới. Và như vậy thì chúng ta tiếp tục cần phải theo dõi tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Hy vọng là tình hình dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát. Điệp sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin này và nếu như có thông tin nào mới thì Điệp sẽ tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị. Hy vọng là các thông tin này hữu ích với cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.